Bạn đã từng nghe qua hoặc từng nghĩ rằng một ngày nào đó, Việt Nam có thể chuyển đổi mô hình bầu cử hiện tại sang môi trường kỹ thuật số nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bầu cử trực tuyến là gì? Điều gì mới lạ ở nó đã khiến 34% các quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng, cũng như nghiên cứu để đưa vào hệ thống bầu cử của quốc gia? Để giải đáp những câu hỏi trên, nhóm sinh viên khoa luật kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển chúng tôi đã chọn đề tài bầu cử trực tuyến và kinh nghiệm một số quốc gia để nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn tính mới của vấn đề, đồng thời xem xét khả năng áp dụng tại Việt Nam bằng phương pháp ZOCP. Bầu cử trực tuyến là gì? Bầu cử trực tuyến được hiểu một cách đơn giản là quy trình bầu cử mà các cử tri bỏ phiếu bầu của họ thông qua Internet hoặc các công nghệ điện tử khác, ở bất cứ địa điểm nào. Tại Estonia, đất nước đầu tiên trên thế giới đã thành công với mô hình này, bằng chứng trong cuộc bầu cử Riigikogu năm 2023, có 63,5% cử tri bầu cử, trong đó 51,1% số cử tri bỏ phiếu qua Internet. Để làm nổi bật lên sự mới mẻ cũng như đánh giá về các khía cạnh của bầu cử trực tuyến so với bầu cử truyền thống, nhóm tác giả đã có một số nhận xét sau. Bầu cử trực tuyến chi phí thường ít hơn, chỉ phải trả cho những chi phí cần thiết. Việc tìm hiểu thông tin ứng cử viên rất chủ động và dễ dàng. Bầu cử trực tuyến cho phép cử tri tham gia từ xa thông qua hệ thống trực tuyến bằng Internet, làm giảm bớt khó khăn về vị trí địa lý, thời gian so với bầu cử truyền thống. Tuy nhiên, khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu, đảm bảo độ trễ thấp trong quá trình truyền tải, xử lý phiếu bầu đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật phức tạp, tốn kém để triển khai. Cùng với đó, thách thức về bảo mật, an toàn, như việc tấn công mạng hoặc xâm nhập vào hệ thống. Việc kiểm soát và kiểm tra cũng trở nên phức tạp do diễn ra trên mạng và khó để cử tri tham gia trực tiếp vào quá trình này so với bầu cử thông thường. Video của nhóm tác giả đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.